Đang ăn nào. Ăn cái này cho ăn xem nè. Rồi, cái này không đẹp rồi. Cái này bị gớt rồi. Hết đẹp như cái hồi nãy. Các bạn xem nè. Đây nè. Đây là trứng mà mình ướp ra nó vừa chín tới đó các bạn. Là cái ở ngoài cái lòng đỏ này ha, nó mới vừa áo qua một cái lớp thôi, ăn vô ăn vô. Có khi nào bữa nay mình lên được 10 triệu tim không? Thấy chú vui. Cảm ơn trường, cảm ơn.